Trấn Thành nói về nghề diễn viên, đời tôi chưa có bộ phim nào ra hồn cả, tôi nhận vì cách xê. Trấn Thành thừa nhận trước đây, anh chưa từng có một vai diễn điện ảnh nào thật sự tốt và vô trách nhiệm với nghề diễn. Chiều 17 tháng 10 diễn ra buổi show khác giới thiệu dự án và tạo hình nhân vật của bộ phim hài dân gian Trạng Quỳnh. Được biết, đây là phim điện ảnh đạo diễn Đỗ Đức Thịnh ấp ủ từ rất lâu và cuối cùng tác phẩm đã gần như hoàn thành và đang bước vào giai đoạn hậu kỳ và sẽ được trình chiếu vào tháng 12 năm nay. Trạng Quỳnh sẽ xoay quanh hành trình giải cứu thầy Đoàn Tùng Du Ki, đầy gian truân nhưng cũng nhiều tiếng cười của những con người nhỏ bé trong xã hội phong kiến. Quỳnh, Trần Quốc Anh, Sẩm, Trấn Thành và nàng điềm Nhã Phương. Tại buổi ra mắt, nam danh hài Trấn Thành cho biết đây là vai diễn khác anh ở ngoài đời vì nhân vật này rất ngu ngốc và luôn tỏ ra nguy hiểm. Nhưng vì thế mà khiến Trấn Thành thích thú ngay khi cầm kịch bản trên tay và dốc hết sức lực cho nhân vật này. Đồng thời, Trấn Thành cũng khiến mọi người xúc động khi bộc bạch về những suy nghĩ của anh về nghề diễn viên suốt thời gian qua. Tôi nói thẳng luôn là cuộc đời tôi chưa bộ phim nào ra hồn cả, có thể vì cái duyên với điện ảnh chưa tới. Những bộ phim của tôi trước đây tôi nhận một là vì mối quan hệ, hai là vì trả tiền cũng cao. Đây là phim đầu tiên mà tôi phải dừng lại để nhìn nhận nghiêm túc về hành trình làm nghề của mình trong điện ảnh, là chưa có vai nào ấn tượng. Nên lần đầu kết hợp cùng anh Đức Thịnh và bạn diễn trẻ Quốc Anh thì tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và có cái nhìn khác hơn về Trấn Thành. Diễn viên trẻ Quốc Anh đảm nhận vai chính là Trạng Quỳnh, anh được khán giả biết đến qua các MV ca nhạc đóng chung với Hòa Minzy và Emply. Dù được đạo diễn Donnie đóng giày cho vai diễn lần này, nhưng Nhã Phương vẫn vắng mặt tại buổi họp báo. Nhiều ý kiến cho rằng vì lý do nàng đang mang thai nên cô vắng mặt để tránh sự chú ý. Mai Phương lần đầu đưa con về quê nội, tình cũ Phùng Ngọc Huy ngay lập tức bày tỏ thái độ. Mặc dù đang điều trị ung thư phổi, nhưng diễn viên Mai Phương vẫn cố gắng đưa con gái đi chơi. Tình cũ của Mai Phương là Phùng Ngọc Huy rất thích thú khi xem ảnh của hai mẹ con. Sau một thời gian điều trị ung thư phổi ở bệnh viện, diễn viên Mai Phương được bác sĩ cho về nhà nghỉ dưỡng, thỉnh thoảng đến khám và lấy thuốc. Mai Phương cho biết tình hình sức khỏe của cô đã khá lên rất nhiều, nữ diễn viên sẽ cố gắng khỏe hơn để bạn bè, người thân và fan yên tâm. Mới đây, diễn viên Mai Phương đã cho con gái về quê nội của cô chơi. Cô chia sẻ, lần đầu cho bạn nhỏ về quê nội để cảm nhận được cái nắng gay gắt và khô cằn của vùng đất Quảng Trị, nhưng cũng đầy sự chân thành ấm áp của tình làng nghĩa xóm. Mặc dù cả mẹ và bé mỗi lần nghe nói chuyện phải nhờ ông ngoại dịch lại giùm, hoặc phải nghe lại mấy lần mới hiểu được. Làn da của bạn nhỏ hơi sạm đi, nhưng niềm vui khám phá dường như vẫn chưa hết được. Kệ cứ vui con nhé, mẹ sẽ cố khỏe để nắm tay con đi nhiều nơi hơn. Con gái Mai Phương thích thú khi lần đầu tiên về quê nội chơi cùng mẹ. Mai Phương tranh thủ selfie khi về quê chơi cùng con. Ở dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Mai Phương. Đặc biệt, tình cũ của Mai Phương là Phùng Ngọc Huy đã để lại nhiều biểu tượng thể hiện sự yêu thích. Phùng Ngọc Huy gửi biểu tượng yêu thích ở phần bình luận Facebook của Mai Phương. Phùng Ngọc Huy chính là bố của bé La Vi. Sau khi Mai Phương bị bệnh ung thư phổi, Phùng Ngọc Huy từng bị khủng hoảng vì người hâm mộ nữ diễn viên này chỉ trích. Tuy nhiên, Phùng Ngọc Huy vẫn cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Anh cũng tham gia chương trình từ thiện, kêu gọi ủng hộ Mai Phương và Lê Bình ở Mỹ. Hiện tại, nam ca sĩ vẫn chưa về nước để thăm Mai Phương và con gái. Hết Lâm Khánh Chi đến lượt Sĩ Thanh cũng quát bạn trai sáu múi trên sóng truyền hình. Sĩ Thanh liên tục cằn nhằn và ra sức ăn hiếp người yêu mỗi khi nghe thấy anh chàng làm sai những gì mình đã hướng dẫn. Mới đây, cặp đôi ngôn tình Sĩ Thanh Hạo Đông xuất hiện với vai trò khách mời trong một chương trình nấu ăn đem lại nhiều sự thú vị cho khán giả. Đây là lần đầu tiên hai bạn trẻ cùng nhau tham gia game show ẩm thực và kinh nghiệm vào bếp của Hạo Đông đã khiến cho cả hai MC đều cảm thấy lo lắng, chứ không riêng gì Sĩ Thanh. Trái ngược với sự năng động của người yêu, Hạo Đông cực kỳ rụt rè trong mọi thử thách của chương trình. Bước vào trận chiến, Hạo Đông tỏ vẻ lóng ngóng, lạ lẫm với gian bếp từ những vật dụng cho đến các nguyên liệu được tổ chức sắp xếp sẵn. Sĩ Thanh liên tục cằn nhằn và ra sức ăn hiếp người yêu mỗi khi nghe thấy anh chàng làm sai những gì mình đã hướng dẫn. Sự giận dữ đỉnh điểm của Sĩ Thanh không những khiến Đại Nghĩa và Harry Won sửng sốt, mà ngay cả đối thủ Cát Tường cũng phải hốt hoảng. Sau thời gian hạnh phúc, mới đây người hâm mộ phát hiện tài khoản mạng mang tên Hạo Đông, bạn trai Sĩ Thanh đăng trên Instagram những tin nhắn hối lỗi, tiếc nuối về kỷ niệm bên nhau. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng tinh ý nhận ra tài khoản Instagram duy nhất mà bạn trai theo dõi là Sĩ Thanh cũng không còn. Điều này dấy lên nghi ngờ cặp đôi đã đường ai nấy đi sau một thời gian yêu đương hẹn hò.
Với lần đồng hành cùng nhau đã phần nào xóa nghi án họ đã chia tay, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng chương trình đã quay hình trước đó rất lâu. Đức Thịnh tiết lộ thật hư chuyện Nhã Phương mang bầu. Trong buổi họp ra mắt phim Trạng Quỳnh, đạo diễn Đức Thịnh đã có những chia sẻ thẳng thắn về Nhã Phương. Chiều 17 tháng 10, đoàn phim Trạng Quỳnh chính thức tổ chức buổi họp báo công bố dự án tại thành phố Hồ Chí Minh với sự xuất hiện của Trấn Thành, Khải Như, đạo diễn Đức Thịnh, hot boy Quốc Anh, Công Dương. Tuy nhiên lại không có sự xuất hiện của Nhã Phương, dù cô đảm nhận vai chính trong phim này. Tại buổi họp báo, rất nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến Nhã Phương, đặc biệt là chuyện thật hư Nhã Phương mang bầu khi đóng phim này. Trước sự vắng mặt của Nhã Phương, đạo diễn Đức Thịnh có thay cô chia sẻ vài điều. Đạo diễn Đức Thịnh nói, Nhã Phương ngoài đời là một diễn viên thật lực với ngoại hình trong trẻo ngọt ngào, rất phù hợp với vai diễn Ngọc Nữ Điềm trong Trạng Quỳnh. Thế nhưng, sau khi nhận vai, chính cô ấy là người đã bàn bạc với tôi về chuyện tăng thêm sự mạnh mẽ quyết liệt ở nhân vật nữ chính. Và rồi Nhã Phương đã làm được điều đó. Có lẽ sau quyết định lập gia đình, Phương đã trưởng thành hơn, tính cách cứng cỏi, đậm tinh thần nữ quyền của Điềm, thông qua diễn xuất tinh tế của Nhã Phương, trở nên vô cùng hài hòa, với tạo hình học thức nhẹ nhàng khiến tôi rất tâm đắc. Anh cũng chia sẻ thêm, tôi không hiểu nhiều về dấu hiệu của phụ nữ mang thai, nhưng ở trường quay Phương rất lăng xả, tạo hình trong sáng của cô ấy còn khiến chúng tôi nghĩ rằng Phương vẫn là thiếu nữ 20, chứ làm sao nghĩ được là cô ấy đang mang bầu. Sau buổi họp báo, khán giả bắt gặp Nhã Phương livestream trò chuyện với khán giả sau khi kết hôn với Cường Giang. Nữ diễn viên cho biết, mình bận lịch khác nên không thể đến tham gia cùng đoàn phim. Mặt khác, trong đoạn livestream này, nhiều khán giả lại thấy vòng hai của Nhã Phương có phần to bất thường khi cô diện bộ đồ ngủ trò chuyện cùng khán giả. Hiện thực hư như thế nào, phía Nhã Phương vẫn chưa chính thức lên tiếng. Tuy nhiên, nếu đây là sự thật, thì khán giả sẽ rất vui mừng cho cặp đôi Nhã Phương Trường Giang. Bỗng một ngày, nam thần trong V-Biz quyết định xuống tóc, thay đổi hình tượng thành bad boy. Nhu Phước Thịnh, thời gian qua, giữa ồn ào vụ việc Nhu Phước Thịnh bị kiện tụng vì vi phạm bản quyền, đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Sau đó, Nhu bị bắt gặp đứng hút thuốc ven đường, khiến người hâm mộ dấy lên luồng ý kiến rằng nam ca sĩ chạm khẽ tim anh một chút thôi, đang suy sụp vì vấn đề kiện tụng. Thế nhưng sau đó, Nhu Phước Thịnh đã có câu trả lời dành cho nhiều người về việc vì sao mình xuống tóc và hút thuốc. Những hình ảnh cho MV mới cùng với tạo hình cực chuẩn men khiến nhiều người phải trầm trồ suýt xoa. Chính lúc này đây, người hâm mộ thật sự thở phào vì việc xuống tóc của Nu chỉ là việc anh chàng muốn thay đổi hình tượng mà thôi. Thế nhưng phải công nhận rằng kiểu tóc mới của Nu Phước Thịnh vô cùng phù hợp với anh. Nhiều người còn nói rằng chưa bao giờ Nu điển trai và manly đến như vậy. Subin Hoàng Sơn được mệnh danh là nam thần trong showbiz Việt và là hình mẫu lý tưởng của nhiều cánh má hồng, không lạ gì khi Subin Hoàng Sơn luôn trung thành với kiểu tóc lãng tử. Thế nhưng mới đây, huấn luyện viên The Voice Kids đã quyết định lột xác cắt phăng mái tóc lãng tử của mình để hóa thành một bad boy chính hiệu. Có vẻ hiệu ứng xuống tóc của Subin cũng nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía người hâm mộ. Sơn Tùng MTB, nhiều người nói rằng Sơn Tùng chắc chắn là tắc kè hoa nhiều màu sắc của showbiz Việt. Anh chàng rất chịu khó đổi style để làm mới mình. Mới đây thôi, nam ca sĩ cơn mưa gan qua đã khiến nhiều người bấn loạn với một kiểu tóc tết dài trên sân khấu. Trông Sơn Tùng vô cùng lạ lẫm, nhưng không mất đi vẻ chất chơi vốn có của mình. Ngay sau đó, Sơn Tùng chiêu đãi khán giả thủ đô với một kiểu tóc xù dài, trông anh vô cùng tinh nghịch với tạo hình ấn tượng. Đây không phải là lần đầu Sơn Tùng chịu chơi về thay đổi kiểu tóc. Trước đó anh chàng cũng đã quyết tâm để lại tóc dài với phần mai được cắt mái. Những phần đuôi tết lại cầu kỳ nuôi dài ra để tạo nên một vẻ mới lạ cho nam ca sĩ. Eric vốn là một anh chàng khá điệu đà với mái tóc bồng bềnh, đôi môi hồng hào và khuôn mặt được trang điểm kỹ càng. Eric ghi dấu ấn trong lòng khán giả, hình tượng nam ca sĩ theo đuổi phong cách ngoại hình của các idol Hàn Quốc. Trước đó khi tung ra MV Chạm Đáy Nỗi Đau, Eric đã khiến nhiều người thích thú khi tự tay xuống tóc mình trong MV. Mái tóc mới của Eric tuy không được xem là ngắn nhưng lại cực kỳ ấn tượng. Tóc mới với undercut hai bên khiến tạo hình Eric vô cùng lạ lẫm. Có thể nói rằng với tạo hình mới này, Eric vô cùng chất chơi, vừa khuôn ngầu vừa cá tính và mang dáng dấp của một chàng trai trưởng thành hơn. Bi hài chuyện hy hữu chỉ có trong đám cưới của Sao Việt, đúng câu đời là sân khấu. Đám cưới Nhật Kim Anh, cô dâu ngất xỉu, vào tháng 12/2014, lễ cưới của nữ ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh và ông xã Bổ Lộc được tổ chức ở Cần Thơ, số lượng khách mời lên đến 1.000 người.
Vì chuẩn bị cho ngày trọng đại nên sức khỏe Nhật Kim Anh đã không tốt, cộng với việc quá căng thẳng, nên khi liên tục bị khán giả bao vây xung quanh chụp hình, nữ ca sĩ diễn viên này đã mệt đến ngất xỉu. Đám cưới công Vinh Thủy Tiên, khán giả tới tận hôn lễ xin chữ ký. Cũng vào tháng 12/2014, đám cưới của công Vinh Thủy Tiên diễn ra ở Rạch Giá, Kiên Giang với số lượng khách mời lên đến 1.000 người. Vì số lượng khách mời đông hơn dự kiến nên có những bàn tiệc khách phải ngồi bệt xuống sàn nhà một cách tạm bợ. Bi hài hơn là bên cạnh người thân bạn bè của cặp đôi lại xuất hiện nhiều khách không thiệp mời tự tìm đến vì hiếu kỳ tò mò. Họ không ngừng ngại lên thẳng lễ đường để xin chữ ký và chụp hình cùng cặp đôi nổi tiếng này. Đáng buồn hơn, có khách mời còn vô tư mang đồ trang trí từ tiệc cưới về nhà. Tâm trạng của công Vinh và Thủy Tiên khi chứng kiến cảnh tượng này cũng đủ rối bời. Đám cưới Hà Tăng, phóng viên được xoa dịu bởi hành động hào phóng của bố nàng Ngọc Nữ. Hà Tăng vốn là nghệ sĩ kính tiếng của làng giải trí. Chính vì thế, trong ngày cưới của mình, cô cũng giữ bí mật thông tin với truyền thông. Để tạo sức hút và câu view với bạn đọc, một trang tin điện tử đã lấy hình đám cưới của Tăng Thanh Hà trong bộ phim Hàng Mạc Tử, khiến nhiều người hoang mang vì dung nhan chú rể. Sau đó đọc kỹ lại, họ mới biết chỉ là phim. Tiếp đó, trong ngày cưới, vợ chồng Hà Tăng và gia đình quyết định thuê đội bảo vệ, ý định nhất định không cho báo chí chụp ảnh đưa tin. Đội bảo vệ mặc đồ đen che dù trong lúc hai bên gia đình làm lễ, khiến không một ống kính nào bắt được những hình ảnh này. Cánh phóng viên chỉ có thể đứng nhốn nhào ngoài cổng nhà cô dâu, gây nên cảnh tượng hỗn loạn. Mãi đến khi rước dâu về quận 2, bố chồng Tăng Thanh Hà đã có một hành động cực thân thiện là mở cổng căn biệt thự, mời tất cả các phóng viên vào dự lễ rước dâu. Điều này khiến cánh phóng viên mừng như bắt được vàng, họ không còn để bụng chuyện không được tác nghiệp ở nhà gái.